Chúng tôi đã phải làm việc lại, tính toán lại với các ban ngành và với kiến nghị với thành phố, thì ủy ban thành phố đã cho phép là tính toán lại rồi. Tuy nhiên là chúng tôi tính toán lại và chúng tôi đề xuất là phải tăng lên là 161 tỷ nó mới đảm bảo cho năm 2020, tức là giải quyết cái câu chuyện đầu năm khi lập dự toán là không được chính xác thông qua cái việc là cái số chuyến và tính toán tăng giảm của cái đợt dịch Covid-19. Cũng báo với các bạn là cho tới giờ này là ủy ban thành phố cho phép tính toán theo tinh thần tính đúng tính đủ, nhưng con số để chốt lại thì là chưa. Và tôi cũng dự báo rằng có thể là do cái vấn đề là phân bổ ngân sách đầu năm thì không điều chỉnh, và nếu có điều chỉnh thì có thể là đến giai đoạn cuối năm thì mới có thể được điều chỉnh, tức là có thể được bổ sung. Tuy nhiên là được thống nhất cách làm thì chúng tôi mới có cơ sở, cụ thể đó là trung tâm giao thông cộng mới có cơ sở để ký hợp đồng với các hợp tác xã, với các công ty xe buýt. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.